Hello mọi người, lại là mình Vũ Baking đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nhận cái bộ đồ này miễn phí ha. Hướng dẫn mọi người làm hết tất cả các nhiệm vụ luôn để nhận 3 hộp quà luôn nha mọi người. Rồi, bây giờ bắt đầu thôi. Thấy mọi người rất là thích cái quà vương miện này luôn đúng không? Thì ngày mai mình sẽ tặng cho mọi người nha. Bình luận phía bên dưới nha các bạn. Điều kiện là các bạn phải like video này và đăng ký kênh ha. Ở đây thì tổng cộng có 9 nhiệm vụ nhưng mà các bạn chỉ hoàn thành 8 cái nhiệm vụ thôi là đã nhận được 3 hộp quà rồi ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm từ cái nhiệm vụ dễ nhất cho đến nhiệm vụ khó nhất cho mọi người. Rồi bây giờ thì các bạn đi tới thủy cung ha, nhắn vô avatar của mình á, xong rồi nhắn vô tới thủy cung thì các bạn sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ đầu tiên ha. Rồi hoàn thành được cái nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn sẽ nhận được một khúc điểm ha. Rồi 3 kim cương nữa. Rồi khi mà hoàn thành thì các bạn sẽ nhận được hộp quà thứ nhất nè, dép nè với mắt kính nè. Rồi hộp quà thứ hai các bạn sẽ nhận được súng nước, hộp quà thứ ba là các bạn sẽ nhận được bộ đồ ha. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là các bạn sẽ phải đi chế tạo mồi nha mọi người. Ở đây thì các bạn sẽ chế 10 cái mồi mà mình đã có, nãy mình chế tạo 5 cái sẵn rồi, bây giờ thì mình sẽ chế tạo thêm 5 cái nữa ha. Thì chế tạo mồi bất kỳ nha các bạn, miễn là mồi là được rồi. Còn bữa giờ mọi người chế tạo cái mồi tôm thì hôm nay chế tạo tương tự nha, thì cái mồi nào cũng được. Rồi 4 cái rồi nè mọi người. Rồi thêm một cái nữa là đủ 5 nè, hoàn thành luôn ha. Nãy 5 nữa là 10. Rồi xong cái nhiệm vụ này luôn nha mọi người. Mấy cái nhiệm vụ này dễ ha. Xíu nữa mình sẽ đi chụp ảnh của con cá khổng lồ nữa. Rồi xong cái nhiệm vụ thứ hai ha. Rồi nhiệm vụ thứ ba là các bạn bóc thăm cái hộp mẫu này phép thuật nha. Thì hồi nãy thì mình đã bóc rồi, bây giờ chỉ hoàn thành nhiệm vụ thôi các bạn. Rồi nhiệm vụ cuối cùng nữa đó là các bạn sẽ phải sử dụng mồi câu cá nha, 10 cái mồi câu cá nha mọi người. Rồi bây giờ thì mình hoàn thành luôn ha. Thì các bạn chỉ cần khi mà câu cá sử dụng mồi thôi là được. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi bán cá nữa nè. Bán cá sao cho được 10.000 tiền nha mọi người. Rồi ở đây thì hôm qua thì mình cũng câu khá là nhiều, cho nên là bây giờ mình sẽ bán ha. Được 4.700 nè. Ok, mình sẽ chọn tiếp, mình bán tiếp được 3.700 nè, gần 10.000 nữa các bạn ơi. Rồi bán luôn, 7.000 luôn nè, quá đủ luôn mọi người. Rồi mình sẽ để mấy con cá hiếm lại ha. Rồi bán luôn nha mọi người, 5.800 tiền là đủ ha, hoàn thành cái nhiệm vụ tiếp theo luôn. Dễ ha mọi người. Rồi nhiệm vụ tiếp theo nữa là câu 10 rác cho mọi người. Thì các bạn câu rác ở bờ biển nè, ở biển sau cũng được, miễn là lên rác là được. Nhưng mà các bạn có thể là dùng cái cần câu rác cho nó dễ ha. Rồi mình rác thứ 10 của mình luôn các bạn. Búp bê này, cửa là tùm lum á. Rồi cái nhiệm vụ hãy chụp ảnh khổng lồ này các bạn ơi. Và mình đã kiếm được một bạn có một con cá khổng lồ rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi chụp ảnh nha. Hồi nãy thì thấy một bạn đây, nãy thấy bạn này câu lên được cá voi lưng gù khổng lồ này, lấy mấy ảnh ra chụp liền nha mọi người. Đấy, ôi trời ơi, loạn đấy, chụp lại đấy. Ôi không thấy con cá luôn nhưng mà vẫn chụp được nha các bạn, ảo thiệt chứ. Rồi hoàn thành nhiệm vụ luôn nha mọi người. Thì các bạn đi kiếm những người bạn của mình á, hoặc là thấy ai câu được cá voi khổng lồ trong khu vực á, thì các bạn chat lên ủa cho mình chụp hình với là được, ok nha. Đó, hoàn thành cái nhiệm vụ lần này luôn ha. Rồi gần đủ luôn các bạn ơi. Rồi cái nhiệm vụ tiếp theo đó là đặt 5 con cá vô cái hồ thủy sinh nha các bạn. Nhưng hiện tại thì mình đang thiếu con cá ở trong cái hồ kia nữa, cho nên là bây giờ mình đang kiếm sắt các bạn để mà chế tạo ha. Thì nãy giờ mấy bạn trong team FBB của mình đang hỗ trợ mình đi kiếm sắt các bạn ơi, đông vui thiệt. Ôi đủ luôn rồi. Rồi cái cục sắt thứ 20 luôn nha mọi người. Rồi mình đủ nguyên liệu rồi các bạn ơi. Mà cái này thì hao của mình là 5 cái bán gỗ nha, mình nên kiếm 40 cái bán gỗ các bạn ơi. Để mình chế tạo cái thuyền á, nhưng mà không sao, mình chế tạo cái này luôn để hoàn thành cái nhiệm vụ luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ một con cá sấu mini vô là ok, hoàn thành nhiệm vụ. Wow, xong rồi các bạn ơi, hoàn thành nhiệm vụ rồi ha. Rồi bây giờ thì rồi các bạn ơi, nhận quà thôi các bạn. Đây nhiệm vụ của mình. Nếu bạn đang thiếu game để chơi, ở đây có kho game online cho các bạn mà không cần tải luôn. Game hay online.com nhé. Thì các bạn chỉ cần hoàn thành 8 cái nhiệm vụ thôi ha là các bạn sẽ nhận được 3 hộp quà rồi. Không cần phải đi câu bóng khổng lồ này đâu nha mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhận 3 hộp quà ha. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhận được một cái mắt kính nè ta. Đúng rồi, một cái mắt kính râm cá voi nha mọi người. Và một đôi dép rất là đẹp luôn. Đôi dép này mình thấy mọi người rất là thích luôn nè. Xịn sò dễ thương nha mọi người. Giày cá voi lớn ha. Rồi hôm qua thứ hai của các bạn đó là một cái súng nước cho mọi người ơi, súng cá voi ha. Rồi các bạn sẽ được một cái bảng neon nữa. Rồi và đây cuối cùng các bạn ơi, bộ đồ cá voi. Wow, dễ thương thế nhờ. Bộ đồ cá voi miễn phí luôn dành cho các bạn hoàn thành tất cả nhiệm vụ ha.
Ôi, không phải hát tất cả đâu mà 8 cái nhiệm vụ thôi là được rồi. Và một cái đài phun nước cho mọi người, đài phun nước cá voi ha. Wow, rồi à, mặc cái bộ đồ mới cho mọi người xem. Cái bộ đồ món em mà chưa kịp mặc cả buổi, được buổi luôn đó mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ mặc cái bộ đồ này vô ha. Oai, oai, dễ thương mọi người. Xoay ơi, nhìn nó sao sao đó. Giờ mình sẽ thay đổi cái đầu tóc khác cho mọi người. Đầu tóc này hình như là không hợp. Để cái đầu tóc nào cho nó hợp với cái này ta. Tóc nam đi nhờ. Tóc này mình sẽ để kiểu này đi. Ôi, nhìn nó cứ lạ lạ làm sao đó mọi người ơi. Tóc này, thôi tóc này hợp hơn á. Rồi đấy, full bộ luôn nha mọi người. Trời, nó bị chèn mấy cái áo choàng của mình kìa. Rồi con cá voi đen tù lùi cho các bạn ơi. Và cùng với đó thì các bạn sẽ nhận được một khẩu súng ha. Đây, cái súng này mà là cái cần câu thì nó lợi hại đấy nha mọi người, nhưng mà không phải ha. Súng này súng bắn nước thôi các bạn ơi. Đây, nó bắn nước nè, các bạn nhìn nó kỳ lắm luôn. Đấy, uầy, súng này bắn nguyên một tia nước bay ra luôn ha. Uầy, nó không phải là bắn bong bóng đâu các bạn, cái này là bắn nước luôn. Rất là đẹp, cái này gọi là súng nước nha mọi người. Đấy, rất là đẹp luôn ha. Cùng với đó thì có mấy món decor nữa các bạn. Để mình cho mọi người xem mấy cái món decor nha. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ nhận được một cái đài nè. Cái đài phun nước nè. Rồi, cái đài trong... Ui, đẹp thế nhờ, biểu tượng cá voi hả? Đấy, biểu tượng cá voi nha mọi người. Đẹp đẹp đẹp. Với hồi sáng thì mình được mấy cái món decor đó các bạn. Khi mà mở cái hộp mỏ đeo phép thuật ha. Một cái thảm nè. Một cái ốc gì đây. Lều ốc xà cừ. Quay cái lều nè. Nhìn nó hầm hố thế nhờ. Với lại có cái này hay ho đó mọi người. Đấy, cái này hồi sáng các bạn làm nhiệm vụ thì nó sẽ có một cái thủy cung thu nhỏ nha. Khi mà nhắn vô đây thì các bạn sẽ tới cái hồ cá của mình hay sao ấy. Đấy, những cái món hồi sáng mình mở được nè mọi người. Rồi, đấy, cho mọi người xem nha. Đấy, thì cái chỗ này các bạn nhắn vô để mà qua bên thủy cung nha. Đèn nè các bạn ơi, quay cái đèn sáng yếu dưới ta. Cái lều à. Ôi trời, dễ thương mọi người. Rồi, còn bên đây nữa, cái thảm này không nói ha. Đây là biểu tượng con cá voi nè các bạn. Đèn led cá voi ha. Rồi, cái đài phun nước này thì cũng bình thường thôi. Wow, xịn xò xịn xò. Quá là xịn xò luôn. Rồi các bạn vô hoàn thành tất cả các nhà. Rồi tất cả. Rồi tất cả mọi người cùng vô làm hoàn thành tất cả các nhà. Rồi các bạn vô hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ để em nhận đồ miễn phí nha mọi người ơi. Nguyên bộ đồ rất là dễ thương luôn. Rồi. Boot, 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 boot